Bộ Giáo dục và Đào tạo có văn bản gửi các sở giáo dục và đào tạo đề nghị lưu ý thực hiện một số nội dung trong công tác giáo dục kỹ năng sống và giáo dục ngoài giờ chính khóa. Các sở giáo dục và đào tạo cần nâng cao hiệu quả phối hợp của cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục với các sở ngành liên quan, các tổ chức cá nhân trong việc quản lý hoạt động này, từ việc cấp phép hoạt động cho đến việc thanh tra, kiểm tra và đánh giá thường kỳ, đột xuất hàng năm đối với các cơ sở giáo dục, đơn vị có hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa. Ngoài ra, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở giáo dục quản lý chặt chẽ điều kiện bảo đảm hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa về địa điểm tổ chức, chất lượng giáo viên, báo cáo viên, huấn luyện viên, đồng thời bảo đảm tổ chức giảng dạy đúng giáo trình, tài liệu được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.